Bài này của mình sẽ thêm nút nữa là gì? Bài này của mình chúng ta sẽ thêm nút vô đây là sắp xếp. Rồi cho các cái nút này gần lại tí xíu để chúng ta thêm cái nút sắp xếp vào. Rồi, mình sẽ thêm một cái button sắp xếp vào đây. Button này mình sẽ cho nó là sắp xếp. Thì nếu như mà mình không nói gì thêm thì coi như là nó sắp xếp tăng dần. Còn nếu mình muốn tăng hay giảm thì mình có thể thêm lựa chọn bên này. Mình sẽ sử dụng một cái button nữa là sắp xếp tăng và sắp xếp giảm đi. Được chưa? Mình có hai button. Chỗ này mình để là tăng. Chỗ này mình để là giảm. Như vậy mình sẽ lấy cái array list của mình để mình sắp xếp tăng và giảm. Ở đây phần property của nó, property ok, nó ẩn phía trong code. Mình sẽ ra btn tăng. Đây mình sẽ là btn giảm. Mình làm cách thứ hai trước đi. Là cái nhân viên này của mình nè, mình đã định nghĩa rồi nè. Mình đã định nghĩa rồi. Đối với lại cái array list của mình trong cái class này, mình cũng đã định nghĩa rồi luôn. Array list của mình đã định nghĩa rồi. Bây giờ mình sẽ sắp xếp. Vậy cái hàm sắp xếp của mình sẽ viết như thế nào? Tìm sửa. Bây giờ mình sẽ viết sắp xếp ở đây. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ sử dụng một cái comparator và chúng ta sẽ định nghĩa nó. Định nghĩa nó cách sắp xếp. Cách 2. Class sinh viên định nghĩa bình thường. List sinh viên thêm danh sách vào là mình đã làm. Bây giờ sắp xếp nè. Bạn sẽ định nghĩa một cái đoạn để cho nó hiểu sắp xếp là gì thì nó mới sắp được. Còn nếu như bạn dùng collection sort đi, ví dụ như chỗ này, thầy định nghĩa một cái hàm sắp xếp tăng. Void sắp xếp tăng, mở ngoặc, thầy dùng collection.sort và mình đưa danh sách nhân viên vô. Hồi nãy mình đưa được. Bây giờ mình đưa vô, nó báo lỗi. Bên này thì nó đưa được. Demolish collection sort hồi nãy của mình. Nó làm được. Nó không hỏi gì đấy. Nó không báo lỗi. Đây cũng là list. Nó không báo lỗi. Mà bên này mình đưa danh sách nhân viên vô, nó báo lỗi. Không hiểu. Không biết cách sắp xếp. Bởi vì cái list của mình nó không phải là một cái kiểu dữ liệu đơn. Cho nên nó không sắp xếp được. Vậy chỗ này bạn muốn sắp xếp được, bạn phải định nghĩa một cái comparator. Như vậy chỗ này mình sẽ định nghĩa một cái comparator.
comparator, và mình sẽ định nghĩa cho nó cái cách để sắp xếp. Cách để sắp xếp, và mình đưa cái kiểu dữ liệu vô. Mình muốn sắp xếp là sinh viên, còn của mình là gì? Nhân viên. Kiểu dữ liệu của mình là nhân viên, và mình để là comparator bằng new comparator nhân viên. Và khi các bạn nhấn Ctrl Space, tự động nó override cho mình một phương thức, và chỗ này chưa xài được, phương thức của Java gợi ý chưa xài được, chỗ này thiếu một cái chấm phẩy để kết thúc, chỗ này tạm thời bỏ đi, hết lỗi, nhưng mà chưa xài được nhé. Chỗ này mình sẽ định nghĩa lại chỗ này nè, nhân viên 1 và nhân viên 2. Và mục đích của mình bây giờ là sắp xếp cái gì? Theo tên hay theo cái gì? Bây giờ trong nhân viên của mình có gì nào? Mã nhân viên, tên nhân viên, giới tính, vai trò. Bây giờ mình sắp xếp theo theo gì? Muốn sắp xếp theo gì? Muốn sắp xếp theo cái gì thì bạn sẽ return ở chỗ này. Ví dụ O1 chấm mã nhân viên, ví dụ mình sắp xếp theo mã nhân viên thì tên đi ha, thì tên nó hợp lý hơn. Tên nhân viên, mà tên là kiểu dữ liệu gì ta? String thì chúng ta sẽ sử dụng gì? Có so sánh bằng không? Không, mình sẽ compare to O2 chấm get tên nhân viên. Như vậy bạn đã có được sắp xếp theo tên compare to. Đó, mình đã sắp xếp theo tên compare to, so sánh với. Và bây giờ mình đã có cách sắp xếp rồi thì phía dưới này các bạn sẽ mở cái này ra lại, và các bạn đưa cái cách sắp xếp của mình vào cái comparator, là mình sắp xếp tăng, và danh sách nhân viên mình đã có rồi, nó đã sắp xếp cho mình rồi. Thì nhiệm vụ của mình bây giờ là làm gì? Đối với cái nút tăng, chúng ta gọi cái hàm sắp xếp, sau đó gọi tiếp hàm gì? Fill to table. Tô lại, điền lại cái thông tin đã sắp xếp. Đó là sắp xếp tăng. Chạy thử nha. Mã nhân viên NV1, chỗ này chúng ta gõ vô là tên Trung, thêm nhân viên 2 Nam, thêm nhân viên 3 Vi, thêm nhân viên 4 An, thêm. Bây giờ là Trung, Nam, Vi, An. Sắp xếp tăng. An, Nam, Trung, Vi. Được không? An là nhân viên 4. Đúng không? Rồi, như vậy mình đã thực hiện xong cái phần collection của mình. Đối với lại class nhân viên không gì thay đổi cả.
không có gì thay đổi hết. Mình chỉ định nghĩa thêm một cái collection để sắp xếp. Bây giờ nếu như thầy muốn sắp xếp giảm thì thầy làm gì? Đảo cái gì? Một là các bạn revert, tăng xong rồi revert, đúng không? Thứ hai, bạn có thể định nghĩa một hàm sắp xếp giảm và mình làm gì? Hồi nãy là một so với hai, thì bây giờ hai so với một là tự động nó sẽ ngược lại. Và cách này hay hơn. Nếu như bạn sắp xếp xong, bạn reverse thì nó làm hai lần, vừa sắp xếp vừa reverse, nó lâu lắm các bạn. Tại vì cái mảng của mình nó có vài phần tử à, thì mình thấy nó nhanh, nhưng mà vài triệu dòng đi, không nhanh tí nào. Cho nên là bạn định nghĩa một cái sắp xếp giảm thì nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được thời gian hơn là chúng ta dùng hai cái, được không? Rồi giảm. Bây giờ trong cái nút mà giảm, tương tự mình sẽ gọi cái hàm sắp xếp giảm và fill to table. Xong. Chạy. N1 bắt N2 trung, N3 nam, sắp xếp tăng bắc nam trung, sắp xếp giảm trung nam bắc. Đơn giản không ta? Khá đơn giản ha. Nhìn lại code của mình, sắp xếp tăng định nghĩa một cái comparator, đặt cho nó một cái tên, và khi các bạn control space nó sẽ tự động nó chèn cái đoạn này vào. Nếu như không tự động thì mình viết thêm và mình viết lại cái đoạn code này để cho nó biết sắp xếp kiểu gì. O1, O2, O1, sắp xếp tên. Còn nếu bạn muốn sắp xếp theo điểm thì get điểm, muốn sắp xếp theo giới tính thì get giới tính, muốn sắp xếp cái gì thì get cái đó. Comparator, được không? Đây là cách mà chúng ta thường xuyên sử dụng và không làm ảnh hưởng gì đến cái class người ta đã viết. Ví dụ mình kế thừa từ một cái class nào đó mà người ta đã từng viết rồi thì mình không viết lại, thì mình dùng cách này. Còn nếu như bạn muốn thì bạn sẽ sử dụng cách số 1, là trong quá trình các bạn định nghĩa cái class sinh viên, bạn sẽ làm gì? Implement cái comparable, không phải là comparator. Các bạn dùng cái interface này, và bên trong thì các bạn cũng có cái compare tool, nó cũng dùng đến compare tool để nó so sánh. Cách số 1 các bạn tự viết giúp thầy. Và nó đặc biệt ở chỗ khác collection short list, còn cái của mình ở đây là collection gì? Các bạn sắp xếp, các bạn collection short list thêm cái kiểu sắp xếp. Nó có hai tham số. Còn cái collection này có một tham số. Bởi vì mình đã định nghĩa cái cách sắp xếp ở đây. Định nghĩa cách sắp xếp ở đây. Chỗ này nó có nhược điểm gì biết không?
Bây giờ chỗ này sắp xếp theo điểm. Bây giờ muốn sắp xếp theo tên sao? Ở đây nó đâu có chỗ cho mình làm khác. Bây giờ thầy muốn vừa sắp xếp theo điểm mà vừa sắp xếp theo tên. Bỏ tay. Cách số 1 này bạn chỉ có thể sắp xếp theo một yếu tố nào đó thôi. Ví dụ, chỗ này nó chỉ định nghĩa là override cái phương thức sắp xếp là comparator cái gì. Và mình đã sắp xếp theo điểm thì miễn sắp xếp theo tên. Không được. Được chưa? Mình chỉ định nghĩa được một cái thôi. Còn nếu như mình định nghĩa theo cách này thì chỗ này thầy ghi là comparator tên giảm. Tên giảm, tức là tên giảm dần. Rồi chỗ này thầy sẽ để là tên tăng. Tên tăng dần. Bây giờ thầy muốn định nghĩa thêm một cái nữa là về giới tính. Thì thầy cứ định nghĩa sắp xếp tăng theo giới tính. Chỗ này comparator giới tính tăng. Đó. Giới tính tăng. Thì cái việc mà tăng giảm này mình chỉ cần gọi lại cái hàm khác. Ví dụ như là sắp xếp tăng theo giới tính. Thì lúc này nó sẽ tự động nó tăng theo giới tính. Ví dụ như chỗ này là A. A thêm B. B thêm C. C thêm. Mình có hai nữ một nam. Ví dụ mình sắp xếp theo giảm là nó sắp xếp theo tên nè. Giảm hồi nãy mình vẫn giữ cái hàm sắp xếp theo tên. CBA. Tăng, mình đã đổi cái phương thức là sắp xếp theo giới tính. Tăng. Tăng tăng, gọi chưa? Vậy là mình chưa đổi à? Tăng. Sắp xếp tăng theo giới tính. Hả? Ừ. Ok, ok, sorry. Đúng rồi. Get giới tính. Compare to. Get giới tính. Thank you em. Giới tính. Comparator nhân viên, nhân viên 1, nhân viên 2. Giới tính kiểu by. Ồ, mình biết mình làm gì không? Rồi, ok. Đây là một cái ví dụ rất là may. Rất mà may để mà chúng ta nói đến cái gì các bạn? Các bạn có đang hiểu là thầy đang muốn đề cập đến cái gì chỗ này không? Kiểu này là kiểu? Kiểu nguyên thủy. Tất nhiên nó là bài rồi. Nhưng mà kiểu nguyên thủy thì không làm gì? Không so sánh được. Đây là một chuyện rất là may mắn các bạn. Nhiều khi mình muốn demo nhưng mà mình cũng không hình dung ra là làm thế nào để cho các bạn dễ hiểu. Mà rõ ràng, nếu như ở đây mà các bạn dùng kiểu nguyên thủy thì không compare to được. Vậy bây giờ mình sẽ làm gì nè? Đổi ở đâu? Đổi bên nhân viên. Kiểu dữ liệu chỗ này mình sẽ đổi thành gì? Thành by. Thành by lớp bao. Bay bự đúng không? Bay bự này gọi là bay lớp bao. Còn bay nhỏ là bay nguyên thủy. Rồi, quay trở lại đây. Bay lớp bao chấm
ghét giới tính. Còn gì nữa? Cái thằng ghét, ghét giới tính, ghét giới tính, bay bự. Thằng xét giới tính mình cũng đổi thành bay bự luôn. Ok. Đó, như vậy ghét và xét bay bự ha. Đúng ra là mình đổi ở đây là được, nhưng mà mình đổi luôn thì nó hợp lý hơn. Compare to ô 2 chấm get giới tính chấm phẩy. Rồi, hết la rồi. Ok, chạy lại. A nam, B nữ, C nam. Giảm thì giảm theo tên, mà tăng thì theo giới tính. Đó, là do cách mình muốn gọi hàm gì thôi. Như vậy thì các bạn viết collection theo cách thứ hai. Chúng ta sẽ linh hoạt, muốn sắp gì thì sắp, muốn sắp gì cũng được. Còn nếu bạn làm theo cách thứ nhất, nó chỉ sắp một cái duy nhất mà mình định nghĩa trong class đó thôi, mình không linh hoạt được. Và ở đây mình ôn lại luôn lớp bao và nguyên thủy luôn ha. Lớp bao thì làm được thêm các phương thức, còn nguyên thủy thì không. Mình đi rất